trên mặt hàng hiện giờ thì chỉ có dưỡng ẩm với lại son dưỡng môi thôi. Thì đáng lẽ ra là trước khi Hà quay cái video này thì Hà tính làm một cái video về những cái cây son yêu thích mà giá rẻ học sinh. Trước đây Hà cũng có một video đó rồi. Cái video đó cũng khá được sự đón nhận với các bạn nên là Hà tính làm một cái video nữa để update những màu mới. Nhưng mà tại vì đợt vừa rồi Hà bị breakout ở cái vùng miệng này hơi nhiều, bị một cục bự luôn nè, xong ở trên mũi nữa, mà kiểu như phát son mà bị ngay sát miệng này thì nó mất thẩm mỹ quá nên là Hà phải tạm gác lại. Có thể là Hà sẽ quay video đó sau video này nha. Ok, tạm để cái đó vào một bên thì bây giờ Hà sẽ vào bước nền luôn. Hôm nay Hà sẽ sử dụng kem nền My Foundation của Innisfree. Đây là cái kem nền mà Hà yêu thích dạo gần đây. Mỗi lần mà Hà có dịp đi đâu gặp gỡ bạn bè thì Hà đều sử dụng. Có một điều rất là hay về kem My Foundation này của Innisfree đó là các bạn có thể customize, lựa chọn sao mà cho nó hợp nhất đối với làn da của mình. Khi mà mua kem nền thì các bạn nên để ý đến 3 yếu tố. Ngoài cái yếu tố đầu tiên mà chắc ai cũng biết đó chính là cái màu của cái foundation đó, nó phải match với làn da của mình. Màu mà Hà chọn là N22 thì Hà thấy là những cái shop sách tay họ đem những cái sản phẩm nền của Hàn Quốc về thì họ thường thường chỉ lấy hai màu là 21 và là 23 thôi. Theo trải nghiệm của Hà thì thấy là màu 21 thường là hơi bị quá sáng so với da của Hà, còn màu 23 thì lại hơi tối. Nên là cái lúc mà Hà ra cửa hàng của Innisfree để Hà lựa màu luôn á, thì ở ngoài Innisfree có màu N22 này là match với da của Hà luôn. Nên là những bạn nào mà chỗ ở của mình có cửa hàng Innisfree thì Hà khuyên là các bạn nên ra đó test màu và mua luôn cho chắc ăn. Thì cái yếu tố thứ hai đó chính là cái finish. Thì cái em này có ba loại finish là match nè, cái thứ hai là semi match tức là không quá lì mà cũng không quá bóng, cái thứ ba là glow, đó là cái finish bóng. Mặc dù là da của Hà nổi dầu rất là nhiều nhưng mà Hà vẫn có một vài chỗ khô nên là thường là không chọn những cái loại foundation nào mà quá lì, vậy nên cái Hà chọn là semi matte tức là tương ứng với lại số 2. Còn cái yếu tố quan trọng thứ ba đó chính là về độ che phủ. Nói chung là trộm vía thì da của Hà dạo này cũng đỡ hơn nhiều lúc trước nhiều, chỉ có một vài vết thâm thôi nên là Hà lựa cái độ che phủ là ở vừa phải thôi, medium thôi chứ Hà không cần là phải full coverage, nên là đó tương ứng với lại số 3. Thì cái trên cái chai của Hà nó ghi là 2.3 này. Hà bơm ra tay tầm một pump thôi và sẽ sử dụng một cái mousse này để tán kem nền nha. Cái nền là đúng với lại cái sở thích của Hà luôn, đó chính là nó mỏng, kiểu như là cảm thấy dinh dáng rất là nhẹ, cảm thấy không có bị nặng mặt một chút nào luôn. Và nó có một cái độ glow nhẹ và rờ trên da thì cũng không có bị quá dính. Độ che phủ của nó cũng vừa phải luôn, nó làm cho da của Hà đều màu. Kem nền Hà chỉ cần như vậy thôi, chứ Hà không có yêu cầu nó che phủ quá nhiều. Những cái chỗ nào mà cần thêm coverage thì sử dụng thêm che khuyết điểm, chứ Hà không có muốn đánh một cái lớp nền quá dày thì nó sẽ bị khắc và rất là nặng mặt. Để che khuyết điểm thì Hà sẽ sử dụng che khuyết điểm True Match của L'Oreal. Màu của Hà dùng là màu 2N Vanilla. L'Oreal trước đây có gửi cho Hà 2-3 cây gì đó, nhưng mà là những cái màu mà hơi bị tối quá so với da của Hà thì Hà chỉ dùng trên khách thôi. Hà cảm thấy rất là thích luôn bởi vì nó rất là mỏng nhẹ nhưng mà che phủ cũng rất là ok, nên là quyết định là mua cái màu sáng hơn để dùng cho mình. Nó chỉ bị một cái điểm duy nhất là nó hơi có bị cái mùi cồn quá nhiều nên là khi mà đánh lên thì Hà sẽ bị cay mắt một chút xíu. Nó rất là dễ tán luôn mà chỗ nó cay dễ sợ luôn. Mắt của Hà cũng hơi đỏ luôn á. Và để che những cái đốm thâm mụn mà cần một cái độ che phủ tốt hơn thì sẽ sử dụng cái khuyết điểm là Same màu 1.5. Tiếp theo sau đó Hà sử dụng tạo khối dạng kem của Charlotte Tilbury, cái này Hà sử dụng trong mấy video liên tục rồi. Và để giữ cho lớp nền nhìn tự nhiên căng bóng mà vẫn không bị đổ dầu thì Hà sẽ sử dụng một ít phấn ở vùng chữ T và dưới mắt thôi. Và là Hà đã hoàn thành xong phần chân mày và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần mắt luôn. Còn cái gì trời. Chán quá. Trước tiên Hà sẽ sử dụng lót màu mắt của Luster. Sau đó Hà sẽ phủ một ít phấn lên trên phần eyeshadow base đó luôn. Hà cũng không có lấy thêm sản phẩm, chỉ sử dụng lại cái cây cọ phủ phấn hồi nãy và dậm lên mặt luôn. Dậm lên mắt luôn.
Vừa rồi thì cái thẻ nhớ của Hà bị đầy mà không có để ý. Thì Hà vừa mới sử dụng lại cái mút nền lúc nãy và sử dụng một ít phấn RCMA để set phần dưới mắt này, như mọi lần Hà vẫn làm trước khi đánh vào mắt nha. Và hôm bữa ra cửa hàng Innisfree thì Hà cũng thấy được một cái màu má hồng rất là xinh. Đây là màu má My Blush màu số 2. Đúng là một cái màu kiểu coral, cam cam, nhạt nhạt, có một chút xíu màu hồng nữa. Hà sẽ đánh hết cái màu này lên phần màu mắt luôn. Lát nữa Hà cũng sử dụng cái đó làm má hồng luôn. Chuyển vào bản mắt Anastasia Beverly Hills Soft Glam, Hà sẽ sử dụng màu Rustic để nhấn một chút vào phần đôi mắt. Đó, nhấn đến một chút xíu thôi, nhìn mắt nó sâu hẳn liền. Và dĩ nhiên cho một cái makeup look mà bling bling lấp lánh thì sẽ không thể nào thiếu nhũ rồi. Hà sẽ sử dụng màu mắt đơn nhũ của Innisfree, đánh từ đầu mắt tới giữa mắt. Với những màu nhũ này thì Hà dùng ngón tay luôn để apply sản phẩm được tốt nhất. Và sau đó Hà sẽ sử dụng eyeliner dạng chì của Lustre, màu này là màu nâu, có một chút xíu kim tím màu vàng để kẻ eyeliner. Girl. Đối với phần mắt dưới thì Hà cũng làm tương tự như mắt trên, đó là đầu tiên là màu cam hết phần dưới mắt luôn và một ít màu nâu trong bản Soft Glam ở một phần ba đôi mắt. Sau khi đánh mắt giống như phần mắt trên rồi thì Hà sẽ sử dụng một cây cọ nhỏ để lấy một ít màu nâu đậm, màu cái này là màu Cypress Amber. Và Hà sẽ kiểu như là đánh một cái đường nhỏ. Hà sẽ không có đánh sát chân mi và nối với đường eyeliner như mọi lần Hà thường làm, mà sẽ kiểu như là ăn gian ra ngoài phần da một chút xíu để tạo cho phần đuôi mắt trở nên dài hơn. Để làm rõ hơn cái hiệu ứng làm dài đôi mắt đó thì Hà sẽ sử dụng một cây chì màu nude để đánh vào phần mí trong của mắt dưới, nhưng mà chỉ đánh vào 1/3 đuôi thôi chứ không có đánh hết nguyên cái đường waterline. Cuối cùng cho phần màu mắt là Hà sẽ lấy lại màu nhũ và đánh vào phần đầu mắt nha. Oh my fucking god! Trời ơi, đúng là sức mạnh của lens với lại lông mi mà nhìn khác hẳn luôn á. Và bây giờ để chốt hạ phần trang điểm mắt thì Hà sẽ gắn một vài cái hạt kim tuyến dạng to ở phần đầu mắt này để cho phần mắt thêm phần lung linh. Đấy là bây giờ đã lung linh rồi mà còn lung linh thêm nữa luôn, bởi vì Hà không có tìm được những cái loại kim tuyến hạt to mà kiểu mỹ phẩm, mà Hà chỉ tìm được những cái loại để làm nail thôi. Thì những cái loại này mình sẽ gắn xa xa con mắt một chút xíu, và khi mà các bạn tẩy trang á thì các bạn phải gỡ những cái hạt kim tuyến ra trước. Nó cũng dễ gỡ thôi bởi vì nó rất là to mà. Bộ này là có tới 12 hộp nhỏ, là 12 màu luôn, gõ đủ các màu luôn nè các bạn, nhìn xinh dễ sợ. Trước tiên là sử dụng keo dán mi nè, Hà sẽ chấm vào hai điểm đó, một cặp gần đầu mắt nè. Cuối cùng là sử dụng một ít kim tuyến dạng gel màu vàng tô vào những khoảng trống của cái hạt kim tuyến đó với lại phần màu mắt. Đó, các bạn thấy lung linh lồng lộn chưa? Hà sử dụng thêm một ít butter bronzer để làm rõ thêm phần tạo khối lúc nãy, đồng thời tạo khối cho mũi luôn nha. Như lúc nãy có nói, Hà sử dụng lại má hồng My Blush màu số 2 của Innisfree để đánh má hồng nha. Ok, khỏi cần lấy thêm nữa, đánh bên này cũng đủ luôn đó trời. Cuối cùng là son nha, bên đây Hà sẽ pha hai màu. Và đầu tiên mà Hà dùng là một cái màu kiểu nó cũng na ná như màu má vậy đó, kiểu coral màu cam cam nhạt nhạt sữa sữa, xong rồi có một xíu hồng trong đó. Hà sẽ đánh hết môi nhưng mà Hà đánh nhẹ nhẹ thôi chứ không muốn màu quá rõ. Xong rồi Hà sẽ tán mờ cái viền môi ra.
Sau đó Hà sẽ sử dụng son Dior Addict Lip Lacquer Plump màu 556 Dance Floor để đánh vào lòng môi. Lúc đầu đánh lên thì son nhìn mà nó sẽ hơi bị hồng neon, nhưng mà sau khi bậm bậm thì nó sẽ trầm màu xuống một chút và rất là dễ dùng luôn. Son này là kiểu son tint nhưng mà nó có lớp finish bóng á. Ta-da! Và đã đó là thành xong cái makeup look của ngày hôm nay. Mọi người thấy sao? Hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Và nếu như đã thích rồi thì đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Hà nha. Đồng thời đừng quên theo dõi Hà mất các mạng xã hội như là Facebook và Instagram. Hà sẽ để link ở phần description box phía dưới. Hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nha. Bye! Kiểu như cái vị xoài mà hiểm, vị kẹo xoài, vị kem xoài. Xưa giờ tao ăn từng này cái vị dễ 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 không à. Trái tao ăn mà tao lại thấy không ngon. Mà cái vị táo người ta lại thấy ăn nó không? Wow. Và dùng một ít phấn bột RMCA. Là phải ta quên tên mẹ rồi. Ờ đúng rồi, RCMA.